Trung Quốc sở hữu máy bay nhái giống hệt Jet 130 Việt Nam sắp mua. Trong biên chế của không quân Trung Quốc hiện tại có một loại huấn luyện cơ kiêm chiến đấu cơ hạng nhẹ mang tên Hồng Đô L-15 với thiết kế rất giống chiến đấu cơ Jet 130 do Nga sản xuất. Loại máy bay được biết tới như phiên bản Jet 130 Trung Quốc sản xuất nội địa đó là L-15 hay còn có tên gọi đầy đủ Hồng Đô Liệp Ưng 15. Đây là loại máy bay được Trung Quốc sản xuất phục vụ mục đích huấn luyện. Liệp Ưng 15 hay L-15 được sản xuất bởi tập đoàn hàng không Hồng Đô của Trung Quốc. Chuyến bay đầu tiên của loại máy bay này được thực hiện từ năm 2006 và tới năm 2010, L-15 được giới thiệu đưa vào sử dụng trong không quân Trung Quốc. Theo nhiều nguồn tin không chính thức, Trung Quốc đã chi một khoản tiền lên tới 300 triệu đô la Mỹ để mua thiết kế của huấn luyện cơ Jet 130 từ Nga. Vậy nên về cơ bản, L-15 có hình dáng bên ngoài khá giống Jet 130. Thậm chí, đến ngay cả hệ thống mô phỏng huấn luyện của L-15 cũng tương tự phiên bản huấn luyện cơ của Jet 130. Hệ thống huấn luyện mô phỏng này cho phép L-15 trở thành máy bay huấn luyện cho các phi công tiêm kích thế hệ 5 của Trung Quốc như J-20, J-31. Cũng ngay trên chiếc huấn luyện cơ này, các phi công của Trung Quốc được huấn luyện các nhiệm vụ bay chiến đấu với khả năng thực hiện các bài tập không đối đất hoặc là đối kháng trên không. Liệp Ưng 15 tới thời điểm hiện tại có tổng cộng 5 phiên bản khác nhau, trong đó phiên bản dành cho không quân Trung Quốc mang tên JL-10. Một phiên bản được Trung Quốc chế tạo riêng cho không quân Zibia có tên L-15Z và một phiên bản đặc biệt khác mang tên L-15B dành riêng cho không chiến với việc được trang bị động cơ đốt sau và có tới 9 giá treo vũ khí. Các phiên bản huấn luyện của L-15 được trang bị 2 động cơ Ivanko do Nga sản xuất. Tốc độ tối đa có thể lên tới Mach 1.4, tương đương với 1.700 km/h. Ngoài việc được trang bị khả năng mang vũ khí khá tốt, máy bay huấn luyện L-15 được cho là trang bị radar quét mảng thụ động và trong tương lai có thể sẽ được nâng cấp lên hệ thống radar quét mảng chủ động. Loại máy bay này được Trung Quốc sản xuất với giá chỉ 15 triệu đô la Mỹ cho một chiếc và tới nay Trung Quốc đã sản xuất được khoảng 100 chiếc phục vụ mục đích huấn luyện trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.